lùng xùm vợ Hai Minh nhựa mượn ảnh của bốt dơ người Út rồi photoshop mình vào để sống ảo đã từng khiến dân tình bàn tán không ngớt. Sau đó, dân tình phát hiện ra hóa ra cả Minh Nhựa và Mina đều thuận vợ thuận chồng trong khoảng sống ảo đơn giản bằng cách du lịch nhờ photoshop. Minh Nhựa và vợ bị bóp mẻ là sống ảo quá đà. Tạm quên ra ma mượn ảnh này thì mới đây, vợ chồng vị đại gia này đã khiến người ta phải trầm trồ khi khoa ảnh đang đi chụp ảnh. Điều đáng chú ý là buổi shooting này có sự tham gia của ekip chuyên nghiệp rất đông người. Ngoài ra, không thể thiếu được những chiếc siêu xe dài chục đến cả trăm tỷ hoàng tráng. Mina Phạm vốn rất đam mê tile công chúa cũng không thể thiếu được những chiếc giấy lấp lánh, lộng lẫy. Vợ chồng Minh Nhựa cùng ekip chuyên nghiệp đi chụp ảnh sống ảnh. Mina vẫn theo đuổi phong cách công chúa. Vị đại gia này ngầu lắm đấy nhé. Chuyến đi đầu tiên trong chuỗi hành trình của gia đình Minh cùng những người bạn dọc sống lưng chữ sờ đã kết thúc với thật nhiều kỷ niệm. Cảm ơn những người anh em đã đồng hành cùng anh và Mina trong suốt chặng đường gần một thập kỷ qua. Minh Nhựa viết trên trang cá nhân. Thông qua bài đăng lần này, có lẽ Minh Nhựa đang ngầm khẳng định vợ chồng anh là người sống ảo rất có đầu tư và bài bản không kém gì ai. Hiện tại, dân tình tiếp tục quắm những hình ảnh chính chủ không photoshop của đôi vợ.